trải trên 20% diện tích đất đai. Tại khắp 63 tỉnh thành phố của Việt Nam là khoảng 800.000 tấn bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại trong lòng đất, sông, hồ và ven biển. Sau chiến tranh, hơn 100.000 người Việt Nam đã trở thành nạn nhân của bom mìn. Hàng triệu người vẫn đang sống trên những mảnh đất còn hiểm họa rình rập. Xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc sống người dân nơi đây vốn yên bình, bỗng chốc bị xáo trộn. Vợ chồng nhà tôi cày cái 7-8 năm mà đâu, không thấy biết bom ở dưới đâu, cứ làm ăn vậy chứ cũng biết luôn. Bây giờ thấy họ về là rà bom vậy, thấy bom thì khiếp. Biết thì ai mà dám làm. Trong 7 tháng, từ tháng 3 đến tháng 10 năm 1968, Đồng Lộc là địa bàn trọng điểm đánh phá của quân đội Mỹ. 1.863 lượt đánh với 48.000 quả bom các loại đã thả xuống vùng đất này. Dấu vết những hố bom phát lộ đã được giả phá, san sát trên mặt ruộng. Những sát thủ thầm lặng nằm sâu dưới lòng đất. Tốc độ giả phá của chúng ta tăng lên rất là nhanh. Cho đến nay thì chúng ta mỗi năm chúng ta có thể giả phá được từ 40 đến 50.000 hecta ở các khu vực bị ô nhiễm bom mìn, phục vụ cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là phục vụ cái nhu cầu an toàn cho người dân. Thì Đảng, Chính phủ, Nhà nước ta đã có quyết tâm là nâng cao cái tốc độ giả phá bom mìn. Từ vụ nổ ở Văn Phú thì chúng ta có thể thấy rằng hiểm họa từ bom mìn hay các vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh không chỉ có ở những điểm nóng về bom mìn tại các tỉnh miền Trung hay là biên giới phía Bắc, mà còn thường trực trong các trung tâm thành phố lớn. Làm sạch mảnh đất ô nhiễm bom mìn cần rất nhiều thời gian và vật lực. Vậy thì trước mắt, bản thân người dân cần phải có ý thức như thế nào để có thể đảm bảo an toàn cho chính mình, thưa đại tá? Theo cái kết quả điều tra khảo sát bom mìn năm 2013 của Bộ Quốc phòng, thì cả 63 trên 63 tỉnh thành đều có hiện trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh. Mọi địa bàn, mọi nơi, mọi lúc thì cái việc mà xuất hiện vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, nó sẽ là cái chuyện là thường xuyên. Vì thế cho nên là không thể nói được là ở những cái thành phố lớn mà không có cái loại này. Có hai cái thông điệp mà người dân là luôn luôn nhớ. Thứ nhất là bom mìn vật nổ là những cái thứ rất là nguy hiểm, mà những cái người lính công binh chúng tôi thường hay nói là trong mỗi cái bom mìn vật nổ còn sót lại trong chiến tranh thì là có thần chết đang ngủ ở đó, không biết nó thức dậy lúc nào. Thế vì thế cho nên là trông thấy bom mìn vật nổ, gặp bom mìn vật nổ hoặc những vật lạ nghi ngờ thì lập tức là phải tránh xa và thông báo cho mọi người xung quanh để mọi người là không gặp phải, không tuyệt đối không được đào bới nhặt lên mang về nhà đùa nghịch chơi bời với bằng những thứ đấy. Và nhất là đối với những cái đối tượng là trẻ em nữa thì cái việc này là chúng ta cần phải là tuyên truyền một cách sâu rộng, giáo dục sâu rộng trong các nhà trường. Cái thông điệp thứ hai đó là cần phải báo cho ngay khi mà gặp những cái loại bom mìn vật nổ hoặc những vật loại lạ mà mình chưa biết như thế thì phải báo ngay cho các cái cơ quan chức năng, đó là công an, chính quyền, rồi là bộ đội hoặc là các cái đơn vị giả phá bom mìn ở nơi gần nhất. Một lần nữa xin cảm ơn đại tá đã tham gia trả lời phỏng vấn của chương trình ạ.